Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do ông Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng Cục Kiểm ngư làm trưởng đoàn, có buổi kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU tại Ban Quản lý Cảng cá Kiên Giang. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Quảng Trọng Thao, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Kiên Giang báo cáo với đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về tình hình chống khai thác IUU. Ban Quản lý Cảng cá tập trung phối hợp kiểm tra kiểm soát tàu cập cảng, rời cảng, chặt chẽ, đảm bảo đúng yêu cầu quy định của pháp luật về tàu cá cập cảng, lên hàng thủy sản từ khai thác. Công tác truy xuất xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác được đảm bảo, hồ sơ lưu trữ đầy đủ và khoa học. Sau khi nâng cấp hoàn thành các hạng mục nâng cấp, mở rộng cảng giai đoạn 2, Ban Quản lý Cảng cá Kiên Giang đã ban hành phương án tổ chức sắp xếp bố trí các loại phương tiện, tàu, xe, ra vào, giao nhận hàng hóa. Qua số liệu thống kê cho thấy, 6 tháng đầu năm 2023, cảng cá Tắc Cậu tiếp nhận trên 1.000 lượt tàu cá cập cảng bốc dỡ hàng thủy sản, với tổng sản lượng thủy sản bốc dỡ lên cảng khoảng 15.000 tấn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lên xuống hàng hóa, đáp ứng tốt cho dịch vụ hậu cần nghề cá của tỉnh nhà. Công tác xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản từ khai thác 6 tháng đầu năm 2023 gồm 40 giấy xác nhận với khối lượng 776.294 tấn. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng Cục Kiểm ngư cho rằng, thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, các lực lượng chức năng phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ, chặt chẽ. Trong đó cần phải nắm rõ các quy định của pháp luật để có những biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định. Ông Nguyễn Quang Hùng đề nghị Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tiếp tục rà soát lại số tàu thuyền lên cơ sở dữ liệu quốc gia, hoàn thiện công tác đăng ký đăng kiểm, giấy phép khai thác tàu cá. Đối với các tàu cá có nguy cơ cao chưa đăng ký, phải lập danh sách giám sát chặt chẽ số tàu cá này. Ban Quản lý Cảng cá phải rà soát rất kỹ cái nhật ký, kiểm soát cái sản lượng lên bến, đặc biệt là tránh không được để cho doanh nghiệp người ta lợi dụng mình và hợp thức hóa. Kiên quyết đừng có xác nhận những cái hồ sơ mà mình tàu không lên cá tại đây, tàu không về đây, loài không ở đây. Cái này đã xảy ra một số tỉnh, nhưng mà cái này là góc độ mà chúng tôi đi kiểm tra, và nếu mà thấy vô tình thì không sao, mà cố ý là sẽ báo cáo bộ và sẽ dừng cái công tác xác nhận chứng nhận tại đây này. Và đã dừng đối với Bà Rịa Vũng Tàu rồi. Ông Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng Cục Kiểm ngư cũng đề nghị Kiên Giang tiếp tục rà soát thông tin về nhật ký khai thác, kiểm tra trên các thiết bị giám sát hành trình để xác thực lại việc ghi nhận nhật ký của các tàu cá, đồng thời xử lý nghiêm những tàu cá vi phạm việc tắt thiết bị giám sát hành trình. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm soát chặt chẽ tàu cá đủ điều kiện mới được ra khơi.